Sáng ngày 27 tháng 12, thị trấn Long Bình tổng kết xây dựng đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Quỹ ủy Phố đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, với sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn thị trấn, kinh tế xã hội của Long Bình tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra, địa phương thực hiện đạt 18 chỉ tiêu, hai chỉ tiêu chưa đạt là độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89,53%, cha tỷ lệ sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 95,76%. Trong đó, nét nổi bật là địa phương đã xây dựng hoàn thành cho đưa cho hoạt động trung tâm thương mại Long Bình, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu kinh tế cửa khẩu hoạt động nhộn nhịp. 93 hộ tiểu thương kinh doanh giải quyết việc làm thường xuyên cho 500 lao động. Cùng với đó, công tác giảm nghèo được địa phương thực hiện tốt với 21 hộ thoát nghèo đạt 175% kế hoạch. Đặc biệt, đảng bộ luôn quan tâm xây dựng Long Bình trở thành thị trấn đô thị văn minh, phát triển giàu đẹp. Công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng luôn được quan tâm thực hiện tốt. Bằng chứng là địa phương đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghị quyết cho 165 đảng viên, cập nhật kiến thức mới cho 80 cán bộ đảng viên. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được 18 cuộc có 558 người tham dự. Tuyên truyền định hướng người dân cảnh giác thủ đoạn lừa gạt, việc nhẹ lên cao. Cùng với đó, địa phương quán triệt chỉ thị thực hiện, thành công cuộc bầu cử trưởng khóm và đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị trấn nhiệm kỳ năm 2022-2027. Năm 2023, thị trấn long Bình đề ra 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất nông nghiệp, với tổng sản lượng lương thực đạt khoảng 5.000 tấn, thu ngân sách trên địa bàn 190 triệu, phấn đấu trung bình thu nhập đầu người cao hơn thu nhập bình quân chung của quyện là 10%, đào tạo nghề cho minh lao động, giải quyết việc làm cho 300 lao động, giảm nghèo 2 đến 3%. Phấn đấu có 94% hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2023. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vui xuân đón Tết, việc thực hiện đề án 06 cấp thẻ căn cước công dân, đặc biệt thảo luận kế hoạch xây dựng thị trấn Long Bình đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn năm 2023 năm 2024. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy Phú yêu cầu Long Bình cần quan tâm xây dựng tập thể đảng bộ thật sự đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết ngoài nhân dân, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế phó bí thư thường trực quyền quỹ phú phùng minh tân cho rằng thực hiện đô thị văn minh long bình cần kiên quyết dẹp bỏ chợ tự phát quan tâm quản lý tốt đầu tư xây dựng không để lấn chiếm lọc đường vỉa hè xây dựng không phép trái phép đồng thời chấn chỉnh hành lang đô thị, đảm bảo tốt vấn đề về môi trường. Ngoài ra Long Bình cần định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và khai thác tốt thương mại dịch vụ để tạo đà phát triển kinh tế. Bên cạnh Long Bình đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo giúp đỡ tạo điều kiện để các học sinh học tập tốt, nhất là học sinh trung học cơ sở cho trung học phổ thông, kiên quyết hơn nữa trong việc vận động hộ gia đình tham gia bảo y tế. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo ông Trần Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình nhấn mạnh: Với quyết tâm cao, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thị trấn Long Bình tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, đặc biệt quyết tâm đưa thị trấn Long Bình đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn năm 2023 năm 2024. Dịp này, Đảng bộ thị trấn Long Bình đã khen thưởng 2 chi bộ và 31 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.